tranh chấp là Quang Tú. Đây là Long Nhân. Vẫn là không biệt vệ. Nhưng được chuyển đến sân xuất đấy. Pháo sáng đã xuất hiện trên các khán đài của sự đồng 19 tháng 8. Vừa rồi thì Phạm Xuân Tạo đã cởi áo ăn mừng và anh đã bị phạt thẻ vàng. Phút thứ 59 của trận đấu và U19 tuyển chọn Việt Nam đã vượt lên. Người cởi phát và ghi bàn này là Long Nhật. Đường chuyền dài rất hay. Sai lầm của thủ môn Rakiat bên phía U19 Thái Lan. Xuân Tạo đã không bỏ lỡ cơ hội. 1-0 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chúng ta đã thể hiện trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Và cho đến cả thời điểm này của trận đấu nữa, Rakiat đã có một pha băng giả. Nhưng anh đã thực sự mắc một sai lầm rất nghiêm trọng và đã trao cơ hội.